Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 6 tháng 4 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Ronaldo bị xử ép. Ở phút cuối cùng cho trận đấu với cao thủ Damac diễn ra vào rạng sáng ngày 6 tháng 4, trọng tài chính Bakri đã gây tranh cãi khi từ chối một cơ hội rõ ràng của Ronaldo. Cụ thể, ở tình huống xảy ra tại phút thứ 90+5, khi CR7 phá bẫy việt vị và định sộc thẳng vào khung thành của Damac để dứt điểm, nhưng trọng tài bất ngờ hồi còi dừng trận đấu. Ông cho rằng một cầu thủ của câu lạc bộ Anas đã phạm lỗi trước đó. Tuyển thủ Bologna rất tức giận và sút bóng thẳng lên khán đài một cách đầy phẫn nộ. Điều đáng nói là trọng tài Bakri đã đưa ra quyết định quá trọng khi mà Ronaldo đang tư thế chống trả để tung ra cú dứt điểm kế liễu thì ông mới thổi còi. Rất may cho câu lạc bộ Anas là khi họ kết thúc thì vẫn là một chiến thắng. Hậu vệ Laporte đã ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu này tại phút 90+1. Kết quả là Ronaldo đã bị từ chối cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn phi thường của mình trong thời gian gần đây, khi lập hat-trick liên tiếp 2 trận cho câu lạc bộ Anas. Trước đó, anh đã có cú hat-trick trong chiến thắng Antai 5-1 và sau đó lặp lại thành tích bằng thắng lợi 8-0 trước Abha. Thưa quý vị, trải qua 25 vòng đấu, Anas của Ronaldo hiện kém đội đầu bảng là Al Hilal 12 điểm. Rõ ràng cơ hội vô địch Saudi Pro League của Ronaldo cùng các đội vào thời điểm hiện tại là rất mong manh khi chỉ còn 7 vòng đấu nữa là giải đấu kết thúc. Diego Costa hồi sinh. Cựu tiền đạo của câu lạc bộ Chelsea Diego Costa đang làm mưa làm gió tại đội bóng Brazil Grêmio. Tiền đạo kỳ cựu trở lại Brazil vào năm 2023 để ký hợp đồng với Botafogo sau khi chơi bóng ở châu Âu từ năm 2006 với quãng thời gian tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Anh. Việc chuyển đến Grêmio của anh đã hoàn tất vào tháng 2 theo dạng chuyển nhượng tự do. Khi đó, câu lạc bộ này đang tìm kiếm người thay thế Luis Suarez gia nhập đội bóng MLS Inter Miami. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại về thể lực sau khi bước sang tuổi 35 vào tháng 10, Costa đã tỏa sáng rực rỡ trong tuần đầu tiên khoác áo Grêmio. Bảy bàn thắng sau 5 trận đã giúp cho Grêmio có cơ hội bảo vệ danh hiệu Campeonato Gaúcho của họ trong tháng này trước khi bắt đầu chiến dịch Campeonato Brasileiro Serie A. Thưa quý vị, huấn luyện viên trưởng Renato Gaúcho đã ca ngợi tác động của Diego Costa với toàn đội bóng và tin tưởng cựu sát thủ của Atletico Madrid sẽ thành công trong thời gian tới. Diego Costa là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi. Anh ấy đến với một chút nghi ngờ, nhưng tôi luôn tin tưởng anh ấy sau nhiều năm ở châu Âu. Bất cứ ai nghi ngờ phong độ của Diego Costa đều phải xem lại. Hợp đồng của Costa với Grêmio có thời hạn đến tháng 12 năm 2024, nhưng vẫn có khả năng gia hạn nếu anh ấy vẫn chơi hay. Ten Hag tuyên bố về tương lai. Huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag khẳng định ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Manchester United ở mùa giải tới, bất chấp đứng trước khả năng cao bị sa thải như những gì truyền thông đồn đoán trong thời gian vừa qua. Chia sẻ với Sky Sports, Ten Hag cho biết: "Tôi chẳng có bất cứ nghi ngờ gì cả. Tôi chỉ tập trung vào công việc của mình, tập trung vào quá trình và dự án này. Tôi thực sự thích công việc ở đây, tôi đang tận hưởng nó. Đối với tôi, đó là một thử thách. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng đi đúng hướng như kết quả đạt được theo cách mà chúng tôi mong muốn. Dù vậy thì tôi chắc chắn rằng tôi đang đi đúng hướng và chúng tôi sẽ đến được cái đích mà mình muốn." Mùa này thì Manchester United đang gây thất vọng lớn dưới thời Ten Hag. Khi đó hiện chỉ đứng thứ 6 tại Premier League với 48 điểm, kém nhóm top 4 đến 11 điểm và gần như không còn hy vọng để giành vé dự Champions League mùa tới. Ở 5 trận đấu gần nhất tại Premier League, MU chỉ thắng 1, hòa 1 và thua đến 3. Thất bại 3-4 không tưởng trước Chelsea mới đây, cho thấy Quỷ Đỏ đang hoàn toàn hỗn loạn thay vì đi đúng hướng như lời của Ten Hag. Tại Stamford Bridge, Manchester United phải nhận 28 lần bắn phá từ The Blues. Trước đó, trận hòa Brentford 1-1, con số này là 31. Tổng cộng từ đầu mùa, Man United đã chịu 225 cú dứt điểm, nhiều hơn bất kỳ cơ đội nào khác. Ngoài ra, họ cũng đã để lọt lưới 44 bàn ở Premier League 2023-2024, nhiều hơn cả đội xếp thứ 16 là Everton và có hiệu số bàn thắng bại âm là 1. Hiện tại, Ten Hag vẫn còn hợp đồng với MU đến hè 2025, song được cho là sẽ mất việc vào cuối mùa giải này. Đồng sở hữu Sir Jim đang nhắm Gareth Southgate làm người kế nhiệm Ten Hag hậu Euro 2024, một quyết định khiến chúng tôi rất bất ngờ. Marseille đón tin vui trước Real Madrid. Hai ngày sau chiến thắng trước Aston Villa, Manchester City tiếp tục đu độ ở vòng 32 ngoại hạng, đó là đối thủ Crystal Palace. Phát biểu trong buổi báo trước trận, huấn luyện viên Pep Guardiola đã có những cập nhật rất đáng chú ý về tình hình nhân sự của đội. Ederson đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều và có thể sẽ được điền tên cho trận đấu tới. Tuy nhiên, Nathan Ake và Kyle Walker sẽ tiếp tục vắng mặt. Ở cuộc đụng độ với Aston Villa vào ngày 4 tháng 4, huấn luyện viên Pep Guardiola đã cất bộ đôi là Kevin De Bruyne và Erling Haaland trên băng ghế dự bị. Khi được hỏi về khả năng ra sân của bộ đôi này tại vòng 32 Premier League, Pep đã cho rằng: "Tôi thì vẫn chưa biết đâu. Tôi sẽ cân nhắc thật kỹ vấn đề này. Trận đấu tới diễn ra vào lúc 12:30 theo giờ địa phương và cả đội vừa mới thi đấu cách đây 2 ngày thôi." Bên cạnh đó, Pep cũng đưa ra những nhận định về trận đấu trước mắt của Manchester City. Chiến lược gia 53 tuổi tỏ ra thận trọng và đánh giá rất cao đối thủ Crystal Palace. "Đó luôn luôn là một trận đấu khó khăn. Huấn luyện viên Oliver Glasner đang làm rất tốt công việc của mình. Palace sở hữu đội hình chất lượng với đa dạng cầu thủ. Họ có cấu trúc đội hình tốt, họ phòng ngự chắc chắn với Anderson là đầu tàu dẫn dắt hàng thủ 5 người. Hành quân đến Selhurst Park chưa bao giờ dễ dàng và chúng tôi biết điều đó."
Việc Ederson trở lại tín hiệu đáng mừng với Manchester City trong bối cảnh đội bóng đang chịu nhiều tổn thất về mặt nhân sự. Trở lại với cú chạm trán Crystal Palace, Man xanh đang rất cần 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Arsenal và Liverpool cho cuộc đua vô địch. Đồng thời, một chiến thắng cũng giúp khích lệ tinh thần thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola trước thêm cuộc đụng độ Real Madrid tại Champions League. Man City sẽ có chuyến hành quân tới Bernabeu vào rạng sáng ngày 10 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Ở trận lượt về sau đó một tuần, Pep Guardiola và cao trò sẽ có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà Etihad. Ramos trên đường tái hợp Messi. Hậu vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha, người đã có 180 lần khóa đội tuyển quốc gia, sắp hợp đồng với Sevilla sau khi trở về thi đấu cho câu lạc bộ tuổi thơ vào hè 2023. Sergio Ramos hiện đã 38 tuổi, nhưng nhà vô địch World Cup vẫn chưa thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ giải nghệ vào thời điểm hiện tại, khi mà đã hoãn hợp đồng vào hè 2024. Mới đây, theo báo cáo từ Mundo Deportivo, cái tên Sergio Ramos đang là điểm sáng và là mục tiêu của rất nhiều câu lạc bộ trên khắp thế giới, với điển hình là các đội bóng tại Saudi Pro League và Inter Miami ở giải nhà nghề Mi MLS. Tờ báo của Tây Ban Nha cũng giải thích rằng Ramos hoàn toàn sung sức và hứng thú với những thử thách mới trước khi suy nghĩ về việc dừng chơi bóng trong tương lai. Bên cạnh đó, theo các báo cáo từ địa phương, thì Sergio Ramos thực sự đã chọn xong bến đỗ của mình. Với điểm đến tiếp theo, dự kiến là Inter Miami, nơi mà Messi đang thi đấu. Người ta cho rằng cựu trung vệ đội trưởng của Real Madrid đã có sẵn giao kèo với Empolga khi cả hai còn chơi chung tại Paris Saint-Germain, và thời điểm để thực hiện điều đó đã tới. Mặc dù Ramos vẫn còn sức khỏe, tuy nhiên vấn đề tuổi tác đã bắt đầu xuất hiện. Điều đã được chứng minh qua việc anh bắt đầu phải vật lộn với những chấn thương trong áo của Sevilla trong mùa giải này. Ngoài ra, Sergio Ramos cũng nhận thêm những sự quan tâm từ các đội bóng đầy tham vọng của Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ. Một lựa chọn khác không được đánh giá quá khả quan đó là trường hợp tái ngộ với Ronaldo. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Saudi Pro League có tính cạnh tranh rất cao và một trung vệ đang dần quen với tiền sử chấn thương, lựa chọn đến Ả Rập là chuyện sự hợp lý vào những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp. Paris Saint-Germain ra đòn gió với Barca. Thưa quý vị, những lá thăm may rủi đã đưa Paris Saint-Germain và Barca gặp nhau ở vòng tứ kết Champions League mùa này. Trong quá khứ, hai đội đã có một vài lần đối đầu với nhau tại sân chơi C1 đầy cảm xúc. Huấn luyện viên Luis Enrique của Paris Saint-Germain từng có quãng thời gian dẫn dắt Barca trong quá khứ. Đó sẽ là một trong những lợi thế giúp chuẩn bóng nước Pháp. PSG hiện đang đạt phong độ cực kỳ cao, họ đã lọt vào trận chung kết của quốc gia Pháp. Ở Ligue 1, đội bóng này đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng, hơn đội xếp thứ hai là Brest với 12 điểm. Huấn luyện viên Luis Enrique đã đưa ra nhận định về cặp đấu ở vòng tứ kết Champions League giữa PSG và đội bóng cũ như sau. Chúng tôi đã sẵn sàng cho hai trận đấu ở vòng tứ kết Champions League với Barca. Đó chắc chắn sẽ là 180 phút khó khăn, bởi Barca là đội bóng lớn, họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tôi sẽ giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh thôi. Tôi muốn thấy đội của mình chơi một thứ bóng đá đặc trưng. Tôi muốn chúng tôi có tính cạnh tranh và một trận đấu tuyệt vời. Paris Saint-Germain ngày càng chơi tốt hơn, tất cả có thể thấy điều đó. Chúng tôi là một tập thể đoàn kết, luôn nỗ lực trong mọi trận đấu và chúng tôi chơi bóng đá tuyệt vời. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng ở trận lượt đi, có đó chiếm lợi thế trước trận lượt về. Tôi nghĩ rằng một trận đấu rất đặc biệt đang chờ đợi chúng tôi ở sân công viên Quang Tử. Hy vọng người hâm mộ sẽ cổ vũ hết mình cho câu lạc bộ. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của TVS Vlogs. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube TVS Vlogs, nhớ bấm chuông để nhận về cho mình những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế trưa và tối mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.